Sáng ngày 17 tháng 3, Đảng ủy Khối Dân chính Đảng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022 và phát động phong trào thi đua kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2025. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Nguyễn Thị Lệ ghi nhận và biểu dương các thành tích mà Đảng ủy Khối Dân chính Đảng thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong năm 2022, đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở cán bộ đảng viên của toàn Đảng bộ Khối nghiêm túc triển khai, thực hiện 6 nội dung trọng tâm được đề ra và nỗ lực thực hiện trong năm 2023, qua đó đánh giá những kết quả đạt được và chưa đạt được theo chỉ tiêu đã đề ra. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Đảng bộ Khối cần quan tâm đề ra các nhiệm vụ giải pháp gắn với chủ đề năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố, tập trung vào nâng cao chất lượng công vụ, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Những nội dung này gắn thiết thân với từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Đảng bộ Khối, tìm ra những giải pháp mới đột phá tại từng cơ quan, đơn vị trong quá trình tham gia chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin. Trong quá trình triển khai thực hiện việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, cần coi trọng văn hóa nêu gương, văn hóa trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân. Thực hiện các giải pháp mạnh mẽ xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, không tiêu cực. Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Nguyễn Thị Kim Dung đã phát động phong trào thi đua đặc biệt hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2025 trong toàn Đảng bộ Khối. Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phát động tất cả 78 cơ sở đảng, 5 cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối, 3 đoàn thể khối và toàn thể cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên tổ chức thực hiện ít nhất một công trình trên phần việc thi đua hoặc ý tưởng, sáng kiến phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và cá nhân để tham gia thực hiện có hiệu quả các nội dung được phân công trong tham mưu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Một trong những nội dung quan trọng là lựa chọn nội dung đột phá gắn với phong trào thi đua yêu nước hàng năm trong thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trên địa bàn thành phố. Thực hiện cải cách hành chính trong đảng, từng cán bộ đảng viên đăng ký công trình bằng việc làm thiết thực, từng chi bộ đảng bộ thực hiện cải cách hành chính. Dịp này, Đảng ủy Khối khen thưởng các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. Năm 2018 đến năm 2022, tổ chức cơ sở đảng đạt thành tích tốt trong lĩnh vực xây dựng đảng năm 2022, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, từ năm 2018 đến năm 2022.